toàn bộ cái khu vực này thì hiện nay người ta đã giải phóng mặt bằng xong và đang tiến hành thi công tại khu vực cầu sông Xét. Mình chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tuấn Civil và tôi là Anh Tuấn, một kênh chuyên biệt về giới thiệu các quy hoạch mới bằng các công nghệ hiện đại, giới thiệu các công nghệ mới trong việc thiết kế, quản lý dự án và khai thác dự án, các dự án về đô thị, các dự án về hạ tầng kỹ thuật và các dự án về quy hoạch tại Việt Nam. Hôm nay thì tôi muốn giới thiệu ba cái tuyến đường cực kỳ và cũng sẽ đã đang và sẽ được hoàn thiện xây dựng trong một tương lai rất là gần tới. Và khi ba tuyến đường này được xây dựng xong thì tạo ra được một cái thuận lợi về mặt giao thông rất là thuận lợi cho cả một khu vực rộng lớn. Cụ thể là ba tuyến đường tôi muốn giới thiệu tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai của thành phố Hà Nội. Tuyến đường thứ nhất là tuyến đường từ khu đô thị Đồng Tàu cho đến đường Tam Trinh. Tuyến đường thứ hai là tuyến đường từ khu đô thị Đồng Tàu cho đến đường Giải Phóng, cái khu vực ngõ 1277 của đường Giải Phóng. Cái tuyến đường thứ ba là tuyến đường từ kéo dài từ đường Phan Huy Bích kéo dài đến đường Thịnh Liệt, đều thuộc quận Hoàng Mai của thành phố Hà Nội. Khi ba tuyến đường này được xây dựng xong thì làm cho các khu đô thị, cụ thể là khu đô thị Đồng Tàu, khu đô thị Ao Sào, khu đô thị Louis City, khu đô thị Trũng Kinh phát triển rực rỡ và thuận lợi hơn rất nhiều trong việc kết nối về mặt giao thông đến các khu đô thị này. Đồng thời thì để giảm áp lực giao thông lên rất nhiều các tuyến phố khác và kết nối vùng, kết nối liên kết các khu vực với nhau. Ba tuyến đường này có quy mô là đường trục chính đô thị và đường liên khu vực với quy mô mặt cắt là 21,5m cái phần chỉ giới phần nền đường và 30m cái phần chỉ giới phần nền đường. Cụ thể thì mời các bạn theo dõi trên màn hình và tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng tuyến đường một trên những cơ sở công nghệ hiện đại. Tuyến đường đầu tiên tôi muốn giới thiệu là tuyến đường từ khu đô thị Đồng Tàu cho đến đường Tam Trinh. Cụ thể các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đây là khu đô thị Đồng Tàu. Hiện nay thì khu đô thị này đã đi vào hoạt động với mấy cái block chung cư rất là cũng khá là đẹp và đường xá xung quanh thì đã hoàn thiện. Tuyến đường này ấy, thì cái đường phía trước của khu đô thị Đồng Tàu này thì người ta đã xây dựng được một phần và trong tương lai, trong thời gian ngắn tới thì thành phố sẽ xây dựng hoàn chỉnh đúng quy mô như là trong quy hoạch. Ở đây là cái hình ảnh của khu đô thị Đồng Tàu và cái tuyến đường tôi đang giới thiệu đây. Hiện nay thì đang xây dựng và lổm nhổm đất cát cũng như mặt bằng còn đang hoàn thiện. Tuyến đường tiếp tục đi thẳng lên cái hướng này là hướng Bắc và giao cắt với ngõ 42 Thịnh Liệt. Thì tại đây thì tuyến đường bắt đầu là xây dựng đang trong tình trạng giải phóng mặt bằng. Đây các bạn nhìn cái ảnh tôi vừa mới mở. Đây thì khu vực này đang trong tình trạng xây dựng. Đó và đây là ngõ 42 Thịnh Liệt. Đây ngõ này là ngõ 42 Thịnh Liệt. Tiếp tục tuyến đi lên phía Bắc và toàn bộ cái khu vực này đang giải phóng mặt bằng và trong tương lai thì tuyến sẽ được xây dựng tiếp để thông ra chỗ cầu kênh Xét, cầu sông Xét. Và tại cái cầu sông Xét này thì cái cầu này đã được xây dựng xong và cái đoạn tuyến này sẽ giải phóng mặt bằng và xây dựng tiếp theo. Trên màn hình các bạn đang nhìn thấy đây là khu vực đang thi công cạnh cái khu vực cầu sông Xét đây. Toàn bộ cái khu vực này thì hiện nay người ta đã giải phóng mặt bằng xong và đang tiến hành thi công tại khu vực cầu sông Xét. Tiếp theo thì hướng tuyến đi bên cạnh cái khu đô thị Ao Sào. Khu đô thị Ao Sào này là một trong khu đô thị hiện nay người ta cũng đã đang xây dựng và gần như được hoàn thiện rồi và giao cắt với đường Ao Sào. Đó, toàn bộ cái khu vực này là khu đô thị Ao Sào. Nhìn trên màn hình thì các bạn đã thấy đây, qua cái cầu sông Xét thì sang cái khu vực này là khu đô thị Ao Sào. Đây, đất đai vẫn còn lổm nhổm và ở trong tương lai thì tuyến đường này sẽ được xây dựng hoàn thiện. Đây, toàn bộ đất đai vẫn còn lổm nhổm. Tuyến tiếp tục đi lên đây và hơi rẽ sang hướng đông một chút để đi qua khu vực mà hiện nay thì cũng đang xây dựng cái phần nền đường, một bên thì
đồng ruộng, ao hồ, ao chuông, một bên thì nổm nhổm đất đai bụi bặm đang xây dựng. Và đến đây thì tiếp tục đi cạnh hàng loạt những cái ao chuông, và đến đi bên ngay cạnh cái khu đô thị Louis City Hoàng Mai. Nên khi cái tuyến đường này được xây dựng xong ấy, thì cũng làm tăng giá trị kết nối của khu đô thị Louis City Hoàng Mai lên rất là nhiều. Đây hình ảnh là các cái khu này là khu đô thị Louis City Hoàng Mai. Và tuyến đường này sẽ kết thúc và kết nối ra đường Tam Trinh. Đường Tam Trinh thì trong tương lai cũng sẽ được mở rộng quy mô lên rất là nhiều. Về quy mô của mặt cắt của tuyến đường này thì tôi sẽ mở mặt cắt nằm trong các quy hoạch phân khu. Ở đây là mặt cắt của tuyến đường nằm trong quy hoạch phân khu H24 đã được Ủy ban thành phố phê duyệt. Với quy mô toàn bộ phần nền đường như tôi đã nói ngay từ đầu video là rộng 30m, hai bên là hai vỉa hè rộng 7,5m, mà cái phần xe chạy ở giữa là rộng 15m, không có giải phân cách cứng. Ở quy mô này thì tương đương với một cái quy mô đường trục chính đô thị. Đó, toàn bộ tuyến đường này sẽ được xây dựng. Mà hiện nay thì rất nhiều đoạn đang xây dựng, rất nhiều đoạn, một số đoạn nhỏ thì đã xây dựng được một phần, một số đoạn thì còn bụi bặm, đất đai mù mịt, nhưng tương lai xây dựng xong thì cả khu vực này sẽ trở lên phát triển rực rỡ, đi lại thuận lợi, cũng như rất là đẳng cấp, rất là chất để kết nối các hướng. Ở tuyến đường thứ hai thì tôi muốn giới thiệu là từ khu đô thị Đồng Tàu ra đường Giải Phóng. Cái đoạn đi cạnh khu đô thị Đồng Tàu này thì các đoạn này thì đã xây dựng cơ bản thì xong, chỉ còn hoàn thiện cái phần vỉa hè cho nó chỉnh trang thôi. Đây, toàn bộ đoạn phố này thì đã xây dựng xong. Nhìn trên ảnh các bạn có thể thấy đây, toàn bộ cái đoạn phố này đã xây dựng xong đây. Đó, đây, cái đoạn đã xây dựng xong đây, chỉ còn là chỉnh trang cái khu vực vỉa hè cho nó ngon lành cành đào. Đến đây, đến cái khu vực ngõ 42/58 đường Thịnh Liệt thì cần phải giải phóng mặt bằng, đoạn này sẽ phải giải phóng mặt bằng để kéo thẳng thông ra đường Giải Phóng. Cái khu vực ngõ, cái nút giao và đường Giải Phóng này chính là cái khu vực ngõ 1277 đường Giải Phóng. Đấy, tại khu vực ngõ 1277 này thì sẽ mở rộng để tạo thành một nút giao để kết nối với cái tuyến đường này. Tại nút giao này thì hai bên là hai tòa nhà rất là cao. Hai tòa nhà này thì cũng không có nằm vào theo quy hoạch phân khu H24 đã được phê duyệt, thì không có nằm vào cái chỉ giới của cái ranh giới của đường này. Đó, và cái đoạn này thì cần phải giải phóng cảng khu dân cư để thông thẳng từ đường Giải Phóng, từ chỗ khu vực ngõ 1277 đường Giải Phóng đến khu vực khu đô thị Đồng Tàu. Và khi cái đoạn này được thông thì có ý nghĩa rất là to lớn cho khu đô thị Đồng Tàu và các cái khu vực liên quan. Mọi người ở đây rất là sướng, rất là chất, vì có một tuyến đường rộng 30m đi thẳng ra đường Giải Phóng, không có phải đi vòng vèo qua cái ngõ 1277 đường Giải Phóng. Nó vừa nhỏ vừa xe cộ đi lại nhiều. Hiện nay mọi người muốn đi vào khu đô thị Đồng Tàu từ đường Giải Phóng thì phải đi vào ngõ 1277 đường Giải Phóng, sau đó đi lòng vòng trong ngõ này và mới phi ra được cái chỗ đường rộng người ta đang xây dựng này. Nhưng cái đoạn này mà được xây dựng xong ấy, thì cả một đoạn tuyến cái khu vực ngõ 1277 đường Giải Phóng này chỉ đi thẳng một phát vào luôn. Nó rất là đẹp, rất là chất, và nó sẽ giảm thiểu cái tình trạng buổi sáng và buổi giờ cao điểm. Ngày nào cái ngõ 1277 đường Giải Phóng cũng ùn tắc giao thông kinh điển. Đấy, nên là khi đoạn đường này rộng đến 30m làm xong thì sẽ không còn tình trạng đó nữa. Và quy mô thì cũng là mặt cắt là 30m, với hai bên là vỉa hè rộng 7,5m, ở giữa là cái phần xe chạy rộng 15m, tương đương với đường trục chính đô thị, xe cộ đi lại thoải mái, rộng rãi. Tuyến đường thứ ba là tuyến đường hiện nay nó chính là đường Bùi Huy Bích. Đường Bùi Huy Bích thì đã được xây dựng xong cái đoạn này theo đúng quy hoạch cho đến cái ngõ 89 đường Bùi Huy Bích. Cái đoạn tiếp theo thì sẽ sớm được xây dựng trong một kế hoạch tương lai của thành phố, là từ ngõ 89 đường Bùi Huy Bích kéo thẳng lên cả cái khu vực nhà xưởng lặt vặt này để giao cắt
với cái đoạn tuyến đường 30m từ đường Giải Phóng vào khu đô thị Đồng Tàu, sau đó tiếp tục đi lên và đi vào cái khu vực ngõ 127/134 ở đường Giải Phóng, đi rất là cạnh, rất là sát con ngõ đó và giao cắt với con ngõ 1277 đường Giải Phóng. Tuyến tiếp tục đi thẳng lên và vào cái khu vực một phần ngõ 88 Giáp Nhị. Tại đây thì một bên, bên phía trái tuyến, tức là bên phía Tây, thì là cả một cái khu nghĩa trang. Đó, tuyến đường này đi một bên là khu dân cư, một bên là khu nghĩa trang. Và để trong giai đoạn này thì dự kiến sẽ kết thúc tại đường Thịnh Liệt. Đó, kết thúc tại khu vực đường ngõ Thịnh Liệt này. Và cái tuyến đường này được xây dựng xong ấy, thì cũng tạo thành góp phần ba tuyến đường này để góp phần thì giao thông cả một khu vực đi lại thuận lợi hơn rất nhiều. Đồng thời thì rất nhiều các con ngõ nhỏ, phố nhỏ như ví dụ như là ngõ Thịnh Liệt được thông thoáng hơn, được giảm tải rất là nhiều và đi lại thuận lợi hơn rất nhiều. Đi ra hướng đường Giải Phóng cũng thuận lợi, đi ra hướng đường Vành Đai 3,5 Vành Đai 3 tôi xin lỗi cũng thuận lợi, và đi ra hướng đường Tam Trinh cũng thuận lợi. Cả khu vực này sẽ phát triển lên một cách rực rỡ trong một tương lai rất ngắn nữa, cũng như là đáp ứng cái nhu cầu hạ tầng, phát triển hạ tầng giao thông của bà con đi lại thuận lợi. Ở quy mô của cái tuyến đường Bùi Huy Bích đoạn kéo dài này thì tôi sẽ mở mặt cắt lên để cho mọi người hình dung. Ở đây là mặt cắt ngang nằm trong quy hoạch phân khu H24 đã được phê duyệt, với quy mô cái phần xe chạy ở đoạn này thì được hoạch định là rộng 11,5m, hai bên là hai vỉa hè rộng 5m, nên là khi cái tuyến phố này được xây dựng xong thì cũng là một tuyến phố đường khu vực mà rất là đẹp, rất là cảnh quan, vỉa hè rộng rãi, bà con sống ở đây rất là sướng, rất là chất, đi lại thuận lợi, kết nối được với nhiều các tuyến đường khác, và giá trị cuộc sống, giá trị của đất đai, giá trị nó tăng lên rất là nhiều, đi lại thuận lợi hơn. Đặc biệt là khu đô thị Đồng Tàu sẽ trở lên nâng cao vị thế, nâng cao giá trị lên rất là nhiều. Những các khu đô thị khác như là tôi đã nói là khu đô thị Ao Sào, khu đô thị Louis City, khu đô thị Trũng Kênh đều trở lên phát triển rực rỡ, cũng như là trở lên thuận lợi hơn trong việc kết nối về mặt giao thông. Tiếp theo thì tôi mở cái quy hoạch sử dụng đất đã nằm trong quy hoạch phân khu H24 đã được phê duyệt, nên để cho mọi người hình dung trong tương lai thì đất đai nó phát triển như thế nào. Đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Tôi sẽ giới thiệu hai bên cái tuyến đường đầu tiên là tuyến đường từ khu đô thị Đồng Tàu cho đến đường Tam Trinh trước. Thì bên trái tuyến chỗ này thì nó là cả một cái chỗ công viên cây xanh. Đây, ví dụ chỗ này đây, người ta vẫn quy hoạch đây thì là công viên cây xanh. Đương nhiên chỗ giải này là giải của cái đường điện 110-220 kV, và bên cạnh đây thì là công viên cây xanh rất là đẹp, mà hiện nay thì là một khu dân cư lút xúp. Đó, cạnh cái bờ sông này thì sẽ trở lên cả một cái giải cây xanh rất là đẹp, rất là chất để mọi người đến đây nghỉ ngơi cũng như là tạo ra cái không gian cây xanh mát mẻ. Khu đô thị Đồng Tàu thì nhìn trên cái bản đồ sử dụng đất này ấy, thì toàn bộ khu đô thị Đồng Tàu đã được xây dựng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, cụ thể là quy hoạch phân khu H24. Đây, đó, cái chỗ này là chung cư và khu đô thị, và đây là công viên cây xanh thì người ta đã xây dựng theo đúng quy hoạch đấy, công viên chung cư Đồng Tàu Thịnh Liệt đó. Và tên trong cái bản đồ quy hoạch phân khu H24 thì nó tên là khu đô thị Trũng Kênh, thì có lẽ là Trũng Kênh và Đồng Tàu thì nó cũng được thôi, nó chỉ là hai cái tên thôi, không quan trọng. Đó, đây ví dụ chỗ này đây, người ta xây dựng đúng luôn, không có một đấy, trường tiểu học Thịnh Liệt đây đó, cổng trường vào các thứ, và xây dựng đúng quy hoạch 1/2000 nằm trong quy hoạch phân khu H24 đã được Hà Nội phê duyệt. Ngoài ra thì những khu vực này là khu vực đất ở đấy, vẫn được đất ở của nhà dân, của hiện trạng vẫn được giữ nguyên, và thêm vào đó thì rất nhiều cây xanh và những một số đất hỗn hợp được xây dựng mới đó.
Đây, ví dụ chỗ này, bên này thì là thảm cây xanh rất là đẹp. Đấy, toàn bộ cái khu vực đầm này, ao chuông này thì sẽ trở thành một cái thảm cây xanh công viên cho mọi người nghỉ ngơi. Và toàn bộ cái khu vực này là khu vực khu đô thị Ao Sào. Đó, đây, đấy, nằm trong cái đất mà màu đỏ đỏ này, đất hỗn hợp. Đây, tôi mở lên cho mọi người hình dung, không thì mọi người lại... Đây, đất hỗn hợp, đó, đây là cái ký hiệu trong cái sử dụng đất nằm trong quy hoạch phân khu H24. Đó, rất nhiều đất ở phát triển mới, đất hỗn hợp, đất công viên cây xanh được phát triển, đồng thời được giữ nguyên để cho mọi người tạo thành cái khu đô thị phát triển rực rỡ. Khi ra đường Tam Trinh thì đường Tam Trinh cũng sẽ được mở rộng quy mô, đồng thời thì đường Tam Trinh sẽ có cái khu vực này sẽ có tuyến đường sắt đô thị số 3 kéo dài tới đây, và tại đây thì có một cái ga của tuyến tàu điện ngầm đô thị số 3. Tuyến số 3 thì như tôi đã nói ở các video trước, đó là tuyến đường sắt mà từ Sơn Tây Nhổn ga Hà Nội và đến Yên Sở. Thì cái đoạn mà từ Nhổn ga Hà Nội đã được xây dựng, đang được thi công và gần đưa vào hoạt động, và trong một tương lai giai đoạn 2 thì sẽ xây dựng tiếp cái đoạn từ ga Hà Nội đi đến Yên Sở, tức là đi qua đến khu vực này, và xây dựng tiếp cái đoạn từ Nhổn đi lên Sơn Tây để kéo dài thông toàn bộ tuyến từ cái khu vực Yên Sở này đến tận Sơn Tây, rất là chất. Đây là khu vực ga của tàu điện ngầm của tuyến số 3, và đường Tam Trinh thì sẽ được mở rộng quy mô. Cụ thể thì tôi sẽ mở mặt cắt mở rộng quy mô của đường Tam Trinh lên để cho mọi người hình dung. Đây là cái mặt cắt nằm trong quy hoạch H24 đã được phê duyệt. Cái đường Tam Trinh sẽ được mở rộng quy mô lên thành 40m, và hai bên là hai phần xe chạy, mỗi bên là 11,25m. Vỉa hè là rộng 7m. Ở giữa thì có cái giải phân cách giữa là rộng 3m để phục vụ cho cái đoạn này, đoạn tuyến trên cao của đường sắt đô thị tuyến số 3 Nhổn ga Hà Nội và đến kéo đến đoạn Yên Sở này. Đoạn này được hoạch định là đi trên cao, đó, đây, ga đường sắt đô thị. Mọi người đi từ đây để đi lên ga Hà Nội rất là thuận lợi. Đồng thời thì đến đây thì sẽ kết thúc tuyến đường sắt số 3 và giao cắt cái khu vực ga của tuyến đường sắt số 8 tại đường Vành Đai 3. Với tuyến đường sắt số 8 là tuyến đi từ An Khánh của Hoài Đức đi Dương Xá của Gia Lâm thì cũng có một ga ở đây. Tại đây thì người ta thiết kế một ga chéo, tức là ga chữ T, vừa để đáp ứng lên xuống của tàu tuyến đường sắt số 8, đồng thời thì cũng lên xuống của tuyến đường sắt số 3. Tức là mọi người có thể chuyển tuyến ở đây, xuống ga của tuyến đường sắt số 8, sang ga của tuyến đường sắt số 3, hoặc là đi xuống ga đường sắt số 3, lên ga đường sắt số 8, nên mọi người đi các hướng trong phương tiện giao thông công cộng ở cái khu vực này rất là thuận lợi. Tiếp theo thì tôi giới thiệu cái quy hoạch sử dụng đất xung quanh cái đoạn tuyến từ Đồng Tàu đến đường Giải Phóng. Thì đây thì đó cũng là đất công viên cây xanh, đất hỗn hợp, đất ở đô thị mới, và có một số đất công, đây ví dụ như đất này, đấy, màu đỏ này là đất cho dành cho y tế, đấy, cho phòng khám y tế, đấy, nên là cái khu vực này tương lai cũng sẽ phát triển rất là chất. Và đây là kéo dài và thông ra đường Giải Phóng, đó, đất khu vực nào đất hỗn hợp thì sẽ có đất hỗn hợp, khu vực nào mà đất nhà dân hiện trạng thì vẫn được giữ nguyên, và khu vực nào thì sẽ có cả công viên cây xanh. Đây, tôi cho mở xuống này, tôi cho đậm dần lên này, đó, để mọi người hình dung. Một số bạn thì nói rằng là tôi thao tác nó nhanh quá nên mọi người nhìn hoa mắt. Do đó thì tôi sẽ cố gắng làm sao thao tác nó chậm hơn để mọi người nhìn nó rõ ràng. Tiếp theo thì tôi sẽ mở xuống đất xung quanh cái tuyến đường Bùi Huy Bích kéo dài. Đây là đường Bùi Huy Bích kéo dài. Tại đây, tại cái chỗ đường Bùi Huy Bích thông ra đường Vành Đai 3 thì cũng sẽ có ga tàu điện ngầm của tuyến số 8 đang dừng ở đây, nên mọi người đi từ đây để đi lại vào ga tàu điện ngầm, đi ra An Khánh của Hoài Đức cũng như sang Dương Xá của Gia Lâm rất là thuận lợi. Đồng thời đất đai thì chỗ nào đất mà của nhà dân hiện trạng thì được giữ nguyên, và một số đất này thì sẽ được phát triển lên thành đất, đây ví dụ đất này, đó, thành đất hỗn hợp hoặc là đất của hành chính, và một số các cái đất mà công viên cây xanh, đó, bệnh viện.
Đây, ví dụ như cái khu vực này, như tôi nói vừa nãy nó là nghĩa trang. Đây thì vẫn được quay lại. Người ta để cái màu xanh này, tức là đất công viên cây xanh, nhưng mà thực chất ý là quay lại và trồng cây cối để nghĩa trang này vẫn được hoạt động, vẫn được sử dụng bình thường. Và kết thúc tại ngõ Thịnh Liệt để đi các hướng. Trong quy hoạch thì tiếp tục kéo dài lên để đến bờ sông Xét, nhưng mà giai đoạn có lẽ giai đoạn trước mắt thì thành phố sẽ ưu tiên đầu tư cái điểm dừng tại ngõ Thịnh Liệt, tại đường Thịnh Liệt. Đó. Khi ba cái tuyến đường này được xây dựng hoàn chỉnh thì nó tạo ra cái liên kết vùng và đi lại, cũng như tạo giảm áp lực giao thông lên rất nhiều một số tuyến phố, thậm chí giảm áp lực giao thông lên cả đường Giải Phóng, giảm áp lực giao thông lên đường Vành Đai 3, giảm áp lực giao thông lên đường Tam Sinh và các cái con ngõ nhỏ, phố nhỏ trong cả một khu vực này. Đồng thời thì tạo phát triển kinh tế xã hội cho cả một khu vực, và rất nhiều khu đô thị đã đang xây dựng sẽ trở lên giá trị sử dụng lên rất là cao, rất là đẹp, ở đây rất là thích. Và từ khu vực này đến trung tâm thành phố cũng khá là gần, do đó thì trong một tương lai ngắn tới, bà con ở đây rất là tiện nghi, tiện ích, rất là thuận lợi đi lại. Tôi dừng lại cái buổi về giới thiệu ba tuyến đường quy hoạch ở đây. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm vào nút like, nút share để ủng hộ kênh của tôi, cũng như nhận được các video mới nhất. Đồng thời chú ý theo dõi kênh của tôi, trong các video tiếp theo sẽ có rất nhiều những cái video bổ ích đến với mọi người. Và với cái tiêu chí là những công nghệ mới hiện đại để cho mọi người dễ hình dung nhất, dễ hiểu nhất và trực quan nhất đến với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các buổi lần sau.